Hôm nay trăng sáng quá, cho anh hôn lên má. Trăng hôm nay vằng vặc, cho em hôn. Đây, đây, bảy à. Cho em hôn, ôm anh thật chặt. Anh ơi. Ê. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Có anh rồi, có anh rồi. Đi, nhà nhà mình có mẹ rồi. Nó bự lắm, nó bự lắm anh ơi. Cái gì bự? Cái gì cũng bự hết. Chị nói là con ma ba đầu. Con ma này ghê lắm nha. Em mà không cẩn thận nó bắt mất hồn của em đó. Gì vậy? Bắt hồn gì ghê sợ vậy? Rồi lỡ như nó bắt hồn chồng em mất rồi sao? Không sao, dương khí anh mạnh lắm. Anh ở đây anh tiêu diệt nó cho em. Mai mốt là không có ra cái sinh sao nữa nghe không? Nghe chưa? Nhưng mà bây giờ á, em ở đây cũng không được đâu. Tạm thời em về nhà mẹ một thời gian đi. Để anh tiêu diệt nó xong rồi anh gọi em về. Anh tiêu diệt được không? Lỡ như là... mà thôi, để em về nhà mẹ em đi. Chứ em ở đây em sợ lắm, em không ở giây phút nào nữa đâu. Em đi, em vô em sợ đồ. Cái gì vậy em? Con vợ anh nó sợ ma vậy? Anh hù nó con cái thôi. Nó bỏ về nhà mẹ nó luôn. Nó nhát vậy, hẹn gì mất chồng mà đúng không? Giờ từ giờ anh với em ở đây tha hồ mà mình xem trăng. Bây giờ cái phòng này, à không, nguyên cái nhà này là của hai đứa mình. Em muốn cái gì là anh cho em hết. Anh này, anh nói vậy là em nghe được em giận đó nha. Tại vì em đến với anh vì tình cảm mà, chứ đâu phải là vì anh có tiền đâu. Chỉ có điều là cái dòng... Cái dòng gì em? Thì cái dòng kim cương tháng trước anh hứa anh mua tặng em đó. Cái tháng này em còn chưa thấy mặt mũi nó là sao nữa. Giờ anh vợ anh đi rồi thì anh bù lại cho em cái khác. Sao đâu, cái dòng kim cương phải không? Từ từ đi, anh bù cho em trước cái này nè. Đó, cái này cũng là kim mà là kim sa cá lặn. Nói chứ cái này là bạch kim. Bù cho em trước để em có lòng tin được chưa? Em tin anh lần này thôi nha. Nhưng mà em còn giận anh đó. Nghĩ giận sao gì? Mà anh kêu em là ma ba đầu vậy? Em có một cái đầu thôi. Không biết cái gì bắt lỗi. Biết sao kêu ma ba đầu không? Chuyện ma nè. Có cái đầu nè. Trời hay. Ê, từ 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 thôi. Anh có nghe tiếng gì không? Không, tiếng gì đâu. Mà thấy không, nhắc chi vậy? Có huông nè. Ê, nó rõ ràng có tiếng mà. Tiếng Ê, cái gì ghê vậy? Anh tới kiểm tra thử coi. Không, hồi nãy là anh khóa hết cửa rồi, anh khóa kỹ lắm. Mà bây giờ có tiếng gõ vậy là vậy là có cướp có trộm gì nè. Mở cửa một cái mà anh đưa cái đầu ra là gớt cái đầu với nó luôn á. Thôi thôi thôi. Anh f***n quá. Anh là đàn ông sao anh hèn anh nhát quá vậy? Không có gì, em muốn em mở đi, anh không mở đâu. F***n quá, mở coi. Không không không. Cái gì vậy? Nhà anh có ma không vậy? Cướp liền rồi. Cướp liền rồi. Sao tự nhiên... Ngờ lắm hả? Bắt thang lên hỏi ông trời. Ước gì chồng chị cũng là chồng em. Tưởng đâu chỉ có trên phim. Ai dè được phước, gặp ngay ngoài đời. Đúng là đôi gian phu dâm phụ. Chị ơi, em không có biết là anh đã có vợ rồi. Chị tha cho em đi chị. Không biết. Vậy thì hôm bữa ở ngoài sân, ai giả làm ma làm quỷ? Bộ chắc tôi tưởng tượng quá à. Nói vậy là em biết hết rồi hả? Tôi biết từ lâu rồi. Cái USB hôm bữa bỏ ở đây rõ ràng nó mất tiêu rồi ta. Thằng của ai mà để đây đây? Cái gì vậy?
giờ không muốn nói nhiều nữa. Mau biến ra khỏi nhà tôi nhanh lên, trước khi tôi báo công an đó. Ôi, đừng, đừng, đừng em. Làm gì vậy? Mày trời số. Anh xem Hương Hà khóc quá trời luôn. Anh lừa em á hả? Em nhìn thấy hết rồi. Phim hàng gì ở đây? Trời ơi, có gì đâu mà. Thì anh giải tỏa một xíu thôi. Hôm nay em thụ tinh xong, anh có được làm gì đâu. Nè, em làm tất cả là vì ai? Em đi thụ tinh cấy phôi là vì ai hả? Không phải là anh nói là anh muốn có cháu, có con để mà ba mẹ chuyển thêm tài sản cho mình hả? Rồi bây giờ có một chút thôi anh cũng không chịu đựng được, anh làm ba cái trò bệnh hoạn. Trời ơi em ơi, giải tỏa tâm sinh lý là bình thường mà. Không lẽ bây giờ anh đi ra ngoài, anh móc đi massage, ăn bánh trả tiền, vậy còn tệ hơn đó. Anh còn có cái suy nghĩ dơ bẩn đó trong đầu nữa hả anh Tùng? Thôi, không có gì hết trơn á, anh nói được giỡn thôi à. Nhưng mà không mấy em chịu anh đi. Anh bị điên rồi. Sao mình có thể đòi hỏi như vậy? Khó khăn lắm em mới tới cái giai đoạn cấy phôi mà. Thôi được rồi, hôm nay anh ngủ một mình đi. Anh muốn làm gì anh làm. Tôi đi về nhà mẹ tôi. Tôi không thể nào mà ở đây ngủ với một chồng có những cái thứ. Đủ rồi. Em. Ừ. Đi đi. Đi luôn đi. Ông trời. Ông chủ bị sao vậy? Không có gì hết trơn á. Ông chủ ơi, ông chủ với chị chủ đang cãi nhau hả? Chắc là chị bị bệnh á, nên là tâm lý có hơi khó chịu một chút. Ông chủ đừng có trách cô chủ nha. Cô nghĩ thử coi, có thằng đàn ông nào chịu sống với một con vợ gần 10 năm nay xấu tính xấu nết mà không đẻ được con nữa, gặp thằng khác á nó bỏ lâu rồi. Quá. Còn em á thì em thấy cô chủ là một người may mắn mới có được người chồng như anh á. Anh là một người chồng vừa ấm áp, vừa yêu thương vợ mình, tôn trọng chị nữa. Ước gì em cũng có một người chồng như anh ha. Nãy giờ anh cãi nhau với chị mệt rồi, em massage cho anh được không? Anh có dễ chịu không? Có. Anh ước gì á, vợ của anh á cũng hiểu chuyện như em, giống em mà được rồi. À không, một xíu của em cũng được nữa. Em nghĩ thử coi, ba má thì lớn tuổi rồi, cần có cháu để ẵm bồng, chỉ cần anh sinh con thôi là bao nhiêu gia tài á cũng thuộc về tay anh hết. Bởi vậy anh mới nhận nhịn cổ để cổ chữa bệnh. Và hiện mà có không hiểu gì trên, lúc nào cũng thái độ với anh, gặp thằng khác á nó bỏ lâu rồi. Thôi ông chủ đừng có nóng nữa, anh nằm xuống đi, em nắm bóp cho anh nha. Ông chủ có thích không? Có. Ông chủ ơi, ông chủ vừa nói với em á là ba mẹ ông chủ muốn có cháu đúng không? Ừ. Chỉ là con của ông chủ thôi là được mà đúng không ạ? Đâu nhất thiết phải là bà chủ đâu. Vậy em có sẵn sàng sinh con cho anh không? Nếu em sẵn sàng á, anh sẽ rước em về nhà rồi bỏ cô ta. Em sẵn sàng.
Để em dọn dẹp cái đã. Dọn cái gì? Thì anh ở một xíu sao đâu. Anh không sợ và anh thấy hả? Có đâu mà sợ, có trong phòng ngủ mà. Chồng ơi, chồng ơi, anh đâu rồi? Anh đây nè. Sao giờ anh còn ở đây? Chồng. Em có một bất ngờ dành cho anh đó. Có chuyện gì hả? Ta-da! Anh coi đi, mình có con rồi nè. Anh sắp được làm ba rồi đó. Anh sao vậy? Bộ anh có con anh không vui hả? Đâu, vui. Vui chứ. Anh vui lắm luôn á. Em giỏi quá à. Em cảm ơn anh nha. Cảm ơn anh thời gian qua đã nhẫn nhịn em. Ủa, mà sao giờ này anh không ngủ, anh xuống đây làm gì vậy? Anh xuống anh kiếm ly nước anh uống, khát nước quá. Mà thôi, mình lên ngủ ở nhà. Mới có thai á, để đứng phải cẩn thận, không được thức khuya nha. Không, em biết rồi. Đi đi. Còn em nữa, coi lau dọn nha. Hôm nay anh thấy em lười lắm rồi đó. Ngày mai anh nhớ dẫn em đi mua đồ cho con nha. Anh biết rồi, anh sẽ mua cho em từ đầu tới cuối, không thiếu món gì luôn. Nhớ nha. Anh biết rồi, ngày mai mình đi ăn. Mua thêm cái nồi nữa, mua thêm cái xe nữa. Đúng rồi. Nè, anh làm cái gì mà liên lan lúc vậy? Trời ơi, tự nhiên em hẹn ra anh ở đây bất ngờ vậy. Người ta thấy thì sao? Chết anh luôn á. Thấy thì sao? Cho vợ anh thấy luôn đi. Để cho anh bỏ vợ của anh. Anh lúc nào cũng nói á, anh ước gì vợ của anh được như em à. Thì hồi trước khác giờ khác. Bây giờ cổ có thai rồi. Thì có thai anh sẽ có con. Có con thì ba mẹ anh mới chia gia tài cho anh, hiểu không? Còn em thì sao? Anh ngủ với em xong, bây giờ anh định phủi tay đúng không? Trời ơi, anh đâu có muốn gì đâu. Mà bây giờ cổ lỡ gặp thầy tốt, có cấn thai giờ biết làm sao. Thôi, không có lẫy người ta nè, ngoan nha. Chỉ cần em ngoan ngoãn, im lặng thôi. Sau này anh có tiền rồi, anh sẽ lo cho em hết. Hoặc là em muốn gặp một người tốt hơn anh á, anh cũng sẵn sàng giới thiệu cho em luôn. Ai cần, em không muốn anh giới thiệu em cho ai hết á. Rồi rồi rồi, không giới thiệu nha. Đợi anh xin. Ai vậy? Alo, anh nghe vợ. Sao? Em thèm ăn Hà Nội hả? Rồi rồi rồi, một xíu anh về anh mua cho em nha. Nha, thương vợ nha. Rồi 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 rồi. Cái gì vậy? Anh vừa mới nói thương em mà. Trời ơi, anh nói xạo thôi mà. Nha, ngoan anh thương nha, im lặng. Anh đi trước nha. Nè, cái đồ hèn hạ. Là do anh ép tôi thôi. Ủa, em làm gì ở đây vậy? À, dạ, em vừa chạy toilet cho chị xong á. À, cảm ơn nha. Dạ. Thôi đi ra đi, để chị đi tắm. Chị mất rồi. Thôi đi. Anh,
em có thai rồi nè. Anh cưới em đi. Chị nghe gì chưa? Tôi có thai rồi đó. Anh Tùng, cô ta nói vậy là sao? Hả? Em phải tin anh. Tất cả không do em nghĩ đâu. Cô ta đang nói bậy đó. Em phải nghe anh nha. Nghe anh nha. Anh còn giải thích cái gì nữa? Mắc mới gì mà sợ chị ta? Tôi đã nói là tôi có thai với ảnh rồi. Chị lo cút khỏi nhà này đi. Lẹ lên. Thôi đi. Tại sao vậy thôi? Anh Tùng nói á là anh Tùng chán ghét chị từ lâu lắm rồi. Phụ nữ gì mà không biết đẻ con, nhục. Bây giờ anh chịu đựng chị đủ rồi. Người mà anh cần bây giờ là một người vợ biết yêu thương và đẻ con cho anh. Chứ chị sao? Chị đâu có đẻ con được đâu. Chị lên tiếng về, chị chửi rủa vậy đây. Đồ khốn này. Đồ tôi. Anh là đồ khốn này, đồ tôi. Em phải nghe anh nói, không phải do em nghĩ đâu. Đủ rồi. Tôi cũng khổ đi chữa bệnh để có con. Còn anh thì đi ngoại tình với cô ta. Anh phải ngộ tôi. Anh nói đi, tại sao anh đối xử với tôi như vậy đi anh Tùng? Em nghe anh nói đi, không phải như em nghĩ đâu. Mấy bữa anh nói á, em có thai với anh xong là anh sẽ cưới em, anh sẽ đuổi chị ta ra khỏi nhà mà. Anh phải giữ lời chứ. Anh, em có con với anh rồi á, ba mẹ anh sẽ có cháu. Lúc đó ba mẹ anh sẽ giao tài sản cho tụi mình. Rồi tụi mình sẽ hạnh phúc. Coi như là mình bố thí cái nhà này cho bẻ đi. Em nghe nói. Đủ rồi. Cái gì? Tài sản hả? Cái nhà này hả? Cô có bị làm sao vậy? Tất cả đều là của tôi nè. Ba mẹ anh ta mất lâu rồi. Còn ba mẹ mà anh ta nói là ba mẹ của tôi á, anh ta chỉ là một thằng chồng vô dụng bám váy vợ để mà sống thôi. Thôi được rồi, không có gia tài chứ gì. Không có gia tài á thì anh cũng có công ty riêng mà, đúng không? Sợ gì mà chết đói chứ. Đủ rồi đó. Cái công ty đó là của tôi nè. Chẳng qua là tôi phải cực khổ đi chữa bệnh để có con, cho nên tôi mới giao cho anh ta quản lý một thời gian. Nhưng mà tôi không ngờ anh như vậy. Có phải thật vậy không anh? Em nghe nói nè. Em đừng tin là cô ta. Cô ta chỉ dụ dỗ anh thôi mà. Cái gì? Anh quay lại mặt ở đây. Ai dụ dỗ anh? Chính anh nói tôi đẻ con cho anh. Anh sẽ cưới tôi và anh sẽ bỏ chị ta mà. Cô ngây thơ quá rồi đó. Chẳng qua cô là người giúp việc mới, cho nên cô mới không biết anh ta như vậy, cho nên mới dễ dàng để anh ta lừa. Anh ta nói tất cả chỉ là dụ cô lên giường thôi. Hà, em tin anh đi. Em tin anh một lần này thôi hả? Em tin anh đi. Anh làm ơn anh buông tha cho tôi đi. Anh chứ con này, con gọi cút ra khỏi nhà tôi. Lũ dơ bẩn, lũ con nè. Các người đã hại chết con của tôi đó, lũ con nè. Bà ơi, em, đừng nói đi bà em. Còn tôi thì sao? Con em thì sao mà anh? Cô thôi đi. Vì cô bây giờ tôi tan nát nè, cô nhìn đi. Tất cả chỗ cô hết á, cô xem đi. Đi. Nghe nói là Hà ơi, đừng quên đi bà, anh sẽ đừng có Hà ơi, đây, còn cái đẹp này, em. Ai với trai thao nhơ mũ bể giấy dụng bán không? Có giấy trai bán đây. Nè, bà đi từ sáng giờ rồi. Chắc á, mà đi chưa? Thiệt mà, chắc chắn. Vậy mình vô mình nát cho thoải mái. Nữ hoàng gia trai, cô lòng anh lên đây ngồi đi. Nguyện nha. Ông Khang đâu rồi? Ông làm gì ở nhà mà tôi điện thoại hoài ông không nghe máy vậy? Tôi thấy cái nồi này cũng cũ nè, không bán luôn đi. Có cơ hội mua cái mới xài. Trời ơi, cái nồi này còn đang xài được mà. Chừng nào nó hư tôi bán cho bà. Bà yên tâm đi. Cái này á nãy cân là 2,6 kg, vậy của ông á tổng cộng là 7,000 đó nghe. Ừ, bao nhiêu cũng được mà. Mà nhớ đó, mai mốt có bán gì thêm á nhớ gọi tôi đó nghe. Nhớ giờ đó. Nhớ mà, bà là bà gia trai mối ruột của tôi phải gọi bà chứ. Nhớ đó nha ông. Dồi. Thì nghe. Ai gia trai thao nhơ mũ bể giấy dụng bán không? Nè,
làm gì mà nhìn dữ vậy? Bán ve chai thôi mà. Mà tôi thấy ông cũng ngộ ghê á. Tại sao ông không gom một lần nhiều nhiều ông bán cho nó đáng, mà cứ bán lắc nhắc rồi kêu người ta lợi hoài, mắc công người ta vậy? Trời ơi, thì bà cũng biết tính tôi rồi. Khi nào rảnh rỗi là tôi vô nhà tôi dọn dẹp, hãy dọn cái này chỗ nọ thì nó lòi ba cái đồ ve chai ra, ba cái giấy dụng ra thì tôi kêu họ bán. Với lại bà biết tính tôi mà, thấy cái đồ mà để tùm lum đó tôi khó chịu bực bội lắm bà biết không? Trời đất ơi, bán lắc nhắc lần 5.000, 7.000. Bà ve chai này bà cũng hiền, bà dễ thương á, gặp người khác người ta chửi ông. Bà nói đúng đó, cái cô Lan mua bán ve chai này nè, cổ dễ thương lắm, mà cười cổ nhỏ nhắn mà cổ nhanh nhẹn lắm, hãy bà gọi cổ là tới tới liền à. Trời ơi, không có cầm ra mấy bà khác đâu, bán ít bán nhiều gì cũng mua hết. Nè, bà dễ thương. Bà dễ thương hơn tôi đúng không? Có đâu có, đâu có. Không có à, không có. Bà làm sao dễ thương bằng bà được? Trời ơi, bà là vợ tôi phải đẹp hơn bà chứ. Thôi đi. Mà tôi nói trước á, lần sau tôi gọi là phải nghe máy đó nghe. Có chuyện người ta mới gọi. Gọi hoài không nghe bực bội à. Biết rồi, lần sau tôi chú ý mà. Ủa, sao kỳ vậy ta? Ông Khang ơi, ông Khang. Cái gì mà lá sờn vậy? Cái gì bà? Nè, cái thỏi son với chai nước hoa của tôi để trên bàn mà anh hai đâu rồi không thấy nữa. Ủa, cái thỏi son với chai nước hoa bà để đó hả? Ừ. Tôi cử cũ hư, tôi đem đi bán ve chai rồi. Cái gì? Đem đi bán ve chai hả? Ừ. Trời ơi, ông có bị điên không? Cái thỏi son với chai nước hoa của tôi mới mua mà ông đem đi bán ve chai. Ông có biết là tôi mua mấy triệu bạc, ông đi đem bán mấy đồng bạc, ông có điên không? Tôi đâu có biết đâu, tự tôi thấy nó hư cũ với lại cái nắp nó bị bể rồi, tôi mới gom tôi bán ve chai, thương mà không xài nữa. Trời ơi là trời, bể cái gì mà bể? Sao cái gì ông cũng đem bán ve chai hết vậy? Lần trước á là cái đầm của tôi, rồi mới mấy bữa đây nè là cái vài cao gót của tôi, và bây giờ tới cái thỏi son với chai nước hoa ông cũng đem bán ve chai. Mấy mốt nguyên cái nhà này ông đem bán ve chai hết luôn đi. Thôi tôi xin lỗi mà, tôi không có cố tình. Bà cũng biết tính tôi rồi mà. Tính tôi là thích sạch sẽ. Mà cứ hãy tôi rảnh rỗi tôi vô tôi dọn dẹp nhà cửa. Mà dọn dẹp nhà cửa tôi thấy lòi ra ba cái đồ lục cục lòn hòn á, là tôi gom lại cái giấy tờ lùm lum đó tôi bán ve chai. Cho để tôi chướng mắt lắm bà biết mà. Thôi có gì mai mốt tôi muốn bán gì tôi hỏi ý kiến bà nha. Nha, tôi xin lỗi bà mà. Ông cứ vậy hoài luôn á. Bây giờ tôi muốn trang điểm đi đám cưới và bây giờ tôi lấy cái gì tôi làm? Thì thôi bà ra cửa hàng á, bà mua cái mới bà xài đỡ đi nha. Trời ơi thiệt là bực bội muốn chết luôn á. Thôi không được giận nha. Mà tôi nghĩ ngộ thiệt nha, cái thỏi son đó có cái gì đâu mà bán được chê chai. Trời ơi tụi bà không biết á. Bà biết không, cái thỏi son á, trong thỏi son nó có chất chì, mà trong chì đó, trong cái khoa học, không khoa học người ta gọi là kim loại. Mà kim loại nằm trong cái thỏi son đó là kim loại quý. Mà kim loại quý thì có giá trị cao, nên bà bán cái ve chai nó mua liền à, bà biết không? Vậy cũng được luôn á hả? Ừ, đúng rồi. Tại vì giá trị cao vậy cho nên hãy mà hở ra cái họ mua liền. Chứ họ đâu có gì họ bỏ tiền mua khơi khơi, họ bỏ lãng phí vậy bà. Bực bội hết sức hả? Thôi, đừng giận ha. Bà, hôm nay mặc rồi đi đám cưới đẹp quá rồi bà đi mấy giờ bà về? Bữa nay tôi đi đám cưới thế nào cũng gặp lại bạn bè cũ, cho nên tôi sẽ đi chơi thêm. Chắc là khoảng chiều mai tôi mới về á. Chiều mai mới về luôn hả? Ông ở nhà trong nhà cửa cẩn thận nghe chưa? Ừ. Tôi đi à. Mà đi đi. Thì cục ghê vậy á. Đi vui rồi bà. Alo. Bé yêu ơi, con mụ già của nhà anh á, bà đi chơi đám cưới rồi, tới chiều mai mà mới về lần đó. Bây giờ bé coi gom đồ hết đi, qua đây với anh đêm nay mình ve chai với nhau tới sáng luôn đó. Tới giờ á mới gọi cho em, mà người ta nhớ muốn xỉu luôn à. Biết không, từ mụ già nhà anh á, bà cứ lẩn quẩn ở nhà hoài làm ảnh hưởng đến chuyện hai đứa mình hẹn hò tâm sự. Yên tâm đi, hôm nay ba đi chơi tới chiều mai ba mới về lận, cho nên tụi mình á tha hồ mà ve chai. Quỷ à. Trời ơi, hết chối cãi rồi đúng không? Ông làm cái gì vậy hả? Ủa sao bà nói bà đi đám cưới ngày mai mới về lận, sao bây giờ đây vậy? Ông muốn tôi đi tới mai lắm đúng không? Cũng may
Cũng may là tôi không đi với bạn tôi nữa. Tôi về đây tôi mới bắt gặp được cái cảnh này nè. À chị hiểu lầm rồi. Này em chỉ nên mua đồ gia chai thôi à, chứ không có gì hết trơn á chị. Nè, mấy người trơ trẽn đến mức độ vậy luôn hả? Mua bán gia chai ngay ở trên giường ngủ của tôi hả? Mua bán cái gì ở đây? Bà hiểu lầm rồi. Tại vì á, tôi kêu bà lên rồi coi cái đồ gì đó, rồi tôi bàn nó bán thế nào, rồi bà lên đây thôi, rồi bà về tới đó chưa có gì hết á. Ông thôi đi. Tại sao? Tại sao ông đối xử với tôi như vậy chứ hả? Tôi làm cái gì sai với ông hả ông Khang? Mấy lần anh ở với em, anh nói chị hả, thôi rình à, em mới thơm hơn chị đó. Ông thấy chưa hả? Ông thấy chưa? Bà xúc, ông bậy không có. Bà bớt giận đi mà. Bà đừng chạy đó. Thôi được rồi. Xin lỗi bà. Đáng lý ra tôi sẽ làm lớn chuyện này lên, tôi lôi hai người ra cho mọi người thấy. Nhưng mà tôi thấy với hai người á, quá là trơ trẽn, không có xứng đáng. Ông là cái thứ rác rưởi. Ông rất là hợp với cái bà gia trai này để chọn bà hốt ông đi. Mau, hai người cút ra khỏi nhà tôi liền. Đi liền. Tôi xin lỗi mà bà tha tôi đi. Với lại tôi là chồng bà, sao bà đuổi tôi được? Chồng hả? Tôi nói cho ông biết, cái nhà này là tiền của tôi bỏ ra xây, tôi đứng tên, tôi có quyền đuổi ông. Ông cút đi cho tôi. Đi. Bà đoạn tiệc gì hả bà? Đi liền. Gia trai ơi, gia trai, chờ anh với gia trai. Gia trai. Làm gì vậy? Em... Làm chịu một xíu đi. Chịu cái gì mà chịu? Em sắp sinh tới nơi rồi. Anh bị sao vậy? Phải giữ an toàn cho con mình chứ. Trời ơi, anh nhịn 9 tháng rồi đó. Anh sắp chết rồi đó, trời ơi, tức quá. Ôi, đàn ông đàn an gì mà nhịn cái chút xíu à, cũng nhịn không được. Con mình mà có mệnh hệ gì á, anh có chịu trách nhiệm được không? Hay là... Ê, em biết cái suy nghĩ của anh rồi nghe chưa? Anh nghĩ em rảnh lắm hả? Em đang mang thai đó. Trời ơi, em ngủ còn không được nữa. Người ngợm em đau hết trơn luôn á. Anh không có giúp đỡ em gì hết, còn kêu em dậy nữa, phá giấc ngủ của người ta. Anh muốn làm gì á, thì vô toilet mà tự xử lý đi. Ừ. Anh mà còn cái toilet đó thì anh cưới em làm cái gì? Người ta biết tức cười anh chết rồi. Cười cái gì mà cười, ráng mà chịu đi. Thôi tôi mệt quá, để tôi ngủ, đi ra sofa ngủ. Lẹ lên. Lẹ lên. Ngủ ngon. Phi Phúc. Ừ, cho nhịn đi, rồi nhịn chết luôn. Anh chủ, anh ăn chút gì đi, chứ em thấy anh uống nhiều quá rồi đó. Không cần đâu, phiền không quá. Có gì đâu mà phiền, em làm chút việc cho nhà anh mà, không có gì phiền hết. Hay là anh muốn ăn thêm gì không, em nấu cho anh, nha. Thôi, anh không đói đâu. Anh chủ, thật ra hồi nãy em lỡ nghe hết câu chuyện của anh với chị chủ rồi. Em xin lỗi, em không có cố tình, nhưng mà em... Tại vì... Em thấy chị chủ có bầu, chị chủ mới kiêng dè như vậy thôi. Chứ thật ra chị chủ không có ý gì đâu. Anh đừng có giận rồi buồn nha. Anh biết rồi. Suy nghĩ... Anh là đàn ông anh tệ quá. Có chuyện vậy thôi mà anh nhịn không được. Không có đâu. Em thấy đàn ông ai cũng vậy hết, có nhu cầu sinh lý là bình thường mà. Ngược lại, em thấy anh không đi ra ngoài ăn bánh trả tiền là anh đã tuyệt vời lắm rồi á. Anh đừng uống nữa. Uống nhiều đâu có giải quyết được vấn đề đâu. Chứ em muốn anh phải làm sao bây giờ? Anh chủ, em làm cho gia đình anh cũng lâu rồi. Em coi anh chị giống như là anh chị ruột, như là gia đình của em vậy đó. Cho nên anh muốn em giúp cái gì, anh cứ nói. Nếu chị không giúp được anh thì cứ để em.
xuống giúp chị chứ không? Cứu, cứu. Chị đợi em giúp, chị đợi em giúp. Nếu như chị mất đứa bé thì tôi với anh Minh sẽ có cơ hội đến với nhau. Xin lỗi chị nha. Ở đời ai cũng phải biết nắm bắt cơ hội để đổi đời thôi. Rồi hả? Vậy thì tốt quá, em với anh có lý do để đến với nhau rồi. Cũng may là em thông minh, em nghĩ ra cách gài chị ta té cầu thang. Ra là em làm. Sao em lại ác độc vậy? Ủa anh, em thấy em làm đúng mà. Em với anh qua lại bữa giờ rồi, em phải làm như vậy em với anh mới tới được với nhau chứ. Anh cưới em đi, em hứa em sẽ đẻ con cho anh, em sẽ chiều anh nha. Cảm ơn cô đã chiều chuộng chồng tôi trong thời gian qua. Ủa em, sao em không ở bệnh viện nghỉ đi? Em về đây làm chi? Để anh xử lý được rồi. Em phải về đây để xem thử đứa nào đang làm càn rồi dạy cho nó thức tỉnh. Chị, chị không sao hết hả? Em mừng quá, con chị có sao không? À, khốn nạn, mày cố tình gài gẫm chồng tao đúng không? Mày đá tao té cầu thang để làm hư thai đúng không? May mà đứa trẻ không sao á, chứ không tao không tha cho mày đâu. Chị ơi, chị hiểu lầm rồi, chị nói gì em không hiểu. Tôi nói cho cô biết, vào cái đêm mà tôi với cô ân ái á, tôi đã kể cho vợ tôi nghe hết rồi. Cô ấy đã chấp nhận tha thứ cho tôi rồi. Đàn ông á, ở cái giai đoạn đó anh không ăn bánh trả tiền là anh thương em lắm rồi. Coi như là để anh xả vài bữa đi, miễn phí mà, có mất mát gì đâu. Nhưng tôi không ngờ cô lại là người ác độc như vậy. Dù sao á thì vợ con tôi vẫn là nhất. Cô đừng hòng phá hoại hạnh phúc gia đình chúng tôi. Anh, cái người tiền đó cầm đi rồi đi khỏi nhà này. Biết các người được lắm, đồ con này.